Đau lòng vụ chìm thuyền đánh cá khiến vợ chồng tử vong, để lại 6 người con côi cút. Hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai vợ chồng và bàn giao cho người thân lo hậu sự. Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 27 tháng 5, ông Nguyễn Văn Quy, 54 tuổi, và vợ là bà Nguyễn Thị Hát, 49 tuổi, cùng ngụ thị trấn Hoàng Lão đã đi đánh bắt cá ở đoạn cầu Thanh Ba. Đây là đoạn nối giữa xã Thanh Trạch và Bắc Trạch, huyện Bố Trạch. Khi đang đánh bắt cá thì thuyền của hai vợ chồng bị chìm khiến cả hai đều mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của thị trấn Hoàng Lão đã phối hợp với chính quyền địa phương các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch và đồn biên phòng Cảng Danh, Hải đội 2, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình khẩn trương tìm kiếm. Đến rạng sáng ngày 28 tháng 5, thi thể vợ chồng ông Quy đã được lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao cho người thân để lo hậu sự. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ông Quy vốn bị tàn tật do chất độc da cam, gia đình rất khó khăn, đang sống trong ngôi nhà tình nghĩa. Vợ chồng ông có 6 người con, trong đó 3 cháu đang tuổi đến trường.